Xin kính chào các bạn nha. Nay mình đi ra chợ mình mua được miếng me non các bạn ơi. Nay mình sẽ làm cái món muối me. Biết miền Tây mình có nhiều người biết ăn, nhiều người mình không biết nha. Mà cái này cái đặc sản của người Khmer nha. Đây mình cứ sẵn được mớ me mà mọi người. Thì để một ngày mới mình sẽ làm một món muối me này cho các bạn dùng thử nha. Thì các bạn dùng thử hay cho một ngày mới mình một like nha các bạn. Thì đây mình cũng sửa soạn được miếng củ sả nha. Củ sả này sả nhà ngon lắm, sả nhà nhỏ nhỏ như các bạn. Đây mình sửa soạn một củ gừng mà mình sẽ xài ít thôi chứ mình không xài nhiều các bạn. Đây một có một cái đây một củ rừng ở đây với hai trái ớt nha, hai trái ớt. Đây là một ngọt nha các bạn. Đây mình có sửa soạn thêm miếng đường nữa nha. Đây mớ tép mình rang sẵn rồi nha các bạn. Đây mà xả mình sắc nhuyễn nha mọi người. Đây, sắc mấy chớ nhuyễn luôn mọi người. Đây gần mọi người. Me sắc ra mọi người, đằng ngắt dễ đâm cho nhuyễn mọi người. Con trái này hư. Tép gan nãy em cũng sắc nhuyễn luôn rồi. Đây mọi người, đây ớt nè, đây tép băm nè, đây sả mọi người, mình băm rồi luôn nè. Còn đây là củ gừng nha mọi người. Còn món chính đó là me nha mọi người. Đây mình cũng sắc băm nhuyễn nè. Rồi để lát mình bỏ vô mình đầm. Đầm cho nào nó nhuyễn nha mọi người. Bỏ sả vô luôn mọi người. Tép luôn mọi người. Tép băm nãy nhuyễn đâm lát cho nó trộn chung thấm nhau với nhau rất ngon. Đây mọi người, gừng mình nhiều quá mình chắc chưa lại ăn mớ con sợ nó cay không hợp. Hai cái ớt với gừng nhiều quá sợ nó cay nha. Con mình ăn này, ớt nha mọi người. Rồi mình sẽ đâm hết những cái này vô luôn nha mọi người. Đây mọi người, mình sẽ bỏ cho
hai muỗng đường. Với miếng một miếng bột ngọt nha mọi người. Vậy là xong một tô muối me nha mọi người. Đó. Này. Để mình trộn cho nó đều đều cái mình thưởng thức cái mình coi nó xào nghe mọi người. Đây này, trong đây nghe mọi người, đây có mình thử miếng nha. Rất ngon. Chua chua của vị me nè, chát chát của hột me nè. Cay cay của gừng. Cái mùi thơm mùi xả nè. Ớt hòa quyện với ớt cay cay nữa mọi người. Mặn mặn chua chua ngọt ngọt. Vì có vị ngọt của tép nữa. Nó bao nhiêu cái vị lại nó gom lại rất ngon mọi người. Thế một ngày mới xin kính chào mọi người nha. Thấy cảm thấy hay. Có một ngày mới mình một like. Và nếu ngon, thấy cảm thấy ngon chia sẻ cho mọi người cùng biết để mà làm một cái món muối me để ăn cơm với mọi người. Mọi người xin kính chào mọi người.